Chào mừng quý vị và các bạn đến với Shop Tranh Yokado. Hôm nay, Shop Tranh Yokado sẽ giới thiệu về ý nghĩa của bức tranh Hoa Khai Phú Quý. 1. Ý nghĩa tranh Hoa Khai Phú Quý mẫu đơn và chim công. Trong một bức tranh theo tay truyền thống Huế, có hình mẫu đơn và chim công luôn làm cho người xem thấy thu hút. Lý do là vì bên trong bức tranh luôn tỏa ra một luồng sinh khí mạnh mẽ, nó đến từ sắc hoa tươi tắn của mẫu đơn và bộ lông rực rỡ của loài chim công. Công là loài chim có sự hấp dẫn đến lạ kỳ bởi vẻ đẹp độc đáo đến từ bộ lông của chúng. Bộ lông của chim công được coi là yếu tố mang đến may mắn cho người sử dụng. Đặc biệt, chim công còn là biểu tượng của khí tiết thanh cao, danh tiếng vang xa của người sở hữu. Khi kết hợp nó với hoa mẫu đơn sẽ mang đến ý nghĩa vô cùng tốt lành, như là lời chúc cho con đường quan lộ của người sở hữu luôn được hanh thông, tiến lành ngày một đồn xa, là sợi dây gắn kết tình cảm trong gia đình và tình yêu đôi lứa. 2. Ý nghĩa bức tranh Hoa Khai Phú Quý mẫu đơn Tùng Hạc. Nếu ý nghĩa bức tranh Hoa Khai Phú Quý mẫu đơn là đại diện cho sự giàu sang, quyền quý và sắc đẹp vĩnh cửu, thì với loại tranh mẫu đơn Tùng Hạc lại hàm chứa thêm nhiều phần ý nghĩa sâu sắc. Từ ngàn xưa, cây tùng được xem là loài cây có sức sống bền bỉ, không bao giờ khuất phục trước mọi khó khăn, bão táp, nên nó thường được xem là loài cây đại diện cho ý chí nam nhân. Riêng chim hạc thường gắn liền với sự trường thọ, loài chim của sự cao thượng và vị tha. Khi kết hợp cả ba trong một mẫu tranh Hoa Khai Phú Quý, nó sẽ trở thành một lời ngợi khen dành cho người được tặng, với ý nghĩa là khí tiết ngất trời, kiên định bất khuất, không đầu hàng trước mọi khó khăn, thử thách, xứng đáng là dòng dõi trăm anh quyền quý. Ngoài ra, ẩn sâu trong đó còn là lời chúc trường thọ và gia đình mãi mãi sung túc. 3. Ý nghĩa của bức tranh Hoa Khai Phú Quý mẫu đơn. Một bức tranh thêu tay có hình hoa mẫu đơn đang khoe sắc thắm là một trong những loại tranh thuộc dòng tranh Hoa Khai Phú Quý. Theo đó, hoa mẫu đơn được xem là nữ hoàng của những loài hoa, bởi nó mang vẻ đẹp rực rỡ, tỏa sáng, cũng không kém phần kiêu sa, diễm lệ. Vì vậy, ý nghĩa tranh Hoa Khai Phú Quý có hình đóa hoa mẫu đơn thường là biểu trưng cho sự giàu có, thịnh vượng, sắc đẹp vĩnh cửu của người phụ nữ. Ngoài ra, nó còn là biểu tượng cho tình yêu đôi lứa, cho hạnh phúc vẹn tròn và sự chung thủy trong đạo vợ chồng. Bởi thế, với những gia đình vừa mới tân gia hoặc vừa có hỷ sự, họ thường mua một bức tranh hoa mẫu đơn để treo trong nhà, nhằm cầu mong cho cuộc sống hôn nhân luôn luôn ấm no, đủ đầy, tình cảm gia đình thêm phần khăng khít, đầm ấm. Chưa dừng lại ở đó, việc treo một bức tranh hoa mẫu đơn nơi phòng khách còn là cách mà gia chủ thể hiện sự giàu sang, quyền quý của mình trước nơi dùng để đón tiếp khách trong gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết về tranh, quý vị vui lòng liên hệ theo Zalo 0822 567 555 hoặc để lại bình luận ở phía bên dưới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.